chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu năm học mới. Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, hiện đang có 3 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh và học sinh có thể mua đủ bộ sách giáo khoa một cách thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian di chuyển qua các kênh trực tuyến. Năm nay, giá sách giáo khoa nhìn chung giảm từ 10 đến 15% so với cùng kỳ. Nguồn cung dồi dào, giá bán giảm đang tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và các em học sinh. Để phục vụ cho năm học 2024-2025, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, đơn vị xuất bản hai bộ sách cũng đã điều chỉnh giảm giá bìa bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Ngoài việc bán sách tại cửa hàng, các nhà xuất bản cũng phát hành sách thông qua kênh bán hàng trực tuyến nhằm giúp phụ huynh có thể mua đủ bộ thuận lợi nhanh chóng và tiết kiệm thời gian di chuyển. Kể từ khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai, giá sách giáo khoa cao luôn là vấn đề nóng nhận được nhiều quan tâm của xã hội. Bởi vậy Việc giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025 là tín hiệu tích cực, nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo phụ huynh, học sinh.